Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trần Tuấn Anh nín thở, lắng nghe bước chân Tô hung thần, Dương Quang Thành đang rung. Ngày 31 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh bị ông Nguyễn Phú Trọng mượn tay Trung ương Đảng loại khỏi Bộ Chính trị. Không như ông Đinh La Thăng lúc bị loại khỏi Bộ Chính trị nhưng vẫn còn Ủy viên Trung ương Đảng, lần này loại ông Trần Tuấn Anh ra khỏi cả Bộ Chính trị lẫn Trung ương Đảng. Sai phạm của ông Trần Tuấn Anh liên quan rất lớn đến EVN. Hiện nay, ông Dương Quang Thành, cựu chủ tịch EVN cũng được nhắc đến. Hai ủy viên Bộ Chính trị bị ngã ngựa vào năm ngoái là ông Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc được xem là hạ cánh an toàn. Phải mất một năm sau khi những vụ án liên quan đến hai cựu ủy viên Bộ Chính trị ấy được đưa ra xét xử thì hai ông này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn ông Trần Tuấn Anh bây giờ chỉ mới bắt đầu, chưa biết bước tiếp theo của ông Trọng sẽ là gì. Và đây là hình ông Trần Tuấn Anh, giờ đây không thể tự quyết được số phận của chính mình. Ngày 7 tháng 5 năm 2017, ông Đinh La Thăng cũng bị ông Nguyễn Phú Trọng mượn tay Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, quyết định thi hành kỷ luật và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 do những khuyết điểm, những sai phạm khi còn làm ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PVN. Sau khi loại ông Thăng ra khỏi Bộ Chính trị và cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Trọng đưa ông Thăng về Ban Kinh tế Trung ương với cương vị phó ban. Ban Kinh tế lâu nay vẫn được xem là nơi mà ông Trọng dùng để bố trí những người chờ chức vụ mới hoặc chờ xử lý kỷ luật. Ông Vương Định Huệ từng được bố trí vào ban này để chờ sắp xếp ghế mới, còn ông Đinh La Thăng thì vào ngồi chờ kỷ luật. Năm 2021, ông Trọng bố trí cho ông Trần Tuấn Anh giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Thông thường người đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương phải là ủy viên Ban Bí thư. Tuy nhiên, ông Trọng lại gạt ông Trần Tuấn Anh ra khỏi Ban Bí thư. Có lẽ đây là cách bố trí nhân sự chờ xử lý kỷ luật và ông Trần Tuấn Anh phải chờ đến 3 năm. Và đây là hình hiện nay không ai sợ bước chân Tô Lâm bằng Trần Tuấn Anh. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, vụ án EVN không hề kém cạnh vụ án PVN của ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường áp dụng tiêu chuẩn kép trong việc xử lý cán bộ vi phạm. Có thể ông Trọng sẽ xử lý nặng ông Trần Tuấn Anh và cũng có thể ông chỉ tước đi sự nghiệp chính trị của ông này tùy theo kết quả ngã giá phía sau hậu trường. Trong vụ PVN, cấp dưới của ông Thăng là Trịnh Xuân Thanh và một số nhân vật khác cũng bị xử lý chung với sếp. Nếu ông Trọng cho xử lý hình sự đối với Trần Tuấn Anh, thì xem như số phận của Dương Quang Thành và nhiều cựu lãnh đạo EVN khác cũng có nguy cơ sẽ bị tội theo. Cho tới nay, chỉ mới có một mình ông Đinh La Thăng là cựu ủy viên Bộ Chính trị bị quẳng vào lò. Không biết ông Trần Tuấn Anh có phải là người thứ hai hay không? Hiện giờ ông Trần Tuấn Anh như đại bàng gãy cánh, không còn khả năng tự lo liệu cho số phận của mình. Hậu xử lý kỷ luật về mặt đảng, thì điều mà người bị xử lý sợ nhất là bước chân của Tô Lâm. Liệu ông hung thần này có kéo quân đến nhà ông Trần Tuấn Anh hay không? Và đây là hình số phận Dương Quang Thành gắn chặt vào số phận Trần Tuấn Anh. Vụ Trần Tuấn Anh và EVN vẫn chưa kết thúc, còn phải đợi thêm thời gian. Hơn nữa, nếu xử lý ông Trần Tuấn Anh thì có xử lý tiếp ông Nguyễn Hồng Diên hay không? Bởi sai phạm của EVN và Bộ Công Thương xảy ra cả trong thời kỳ Trần Tuấn Anh làm Bộ trưởng và thời kỳ ông Nguyễn Hồng Diên làm Bộ trưởng. Sai phạm vẫn đang kéo dài đến hôm nay. Rất cần ông Trọng làm một cuộc đại phẫu và xử lý rốt ráo ổ tiêu cực này. Không biết ông Trọng có xử lý đến nơi đến chốn hay lại đánh trống bỏ dùi, nhưng bao vụ khác mà ông đã và đang làm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trần Tuấn Anh nín thở, lắng nghe bước chân Tô hung thần, Dương Quang Thành đang rung. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Sự thật không bằng phẳng chỉ là món hàng xa xỉ ở xứ thiên đường. Ngày 29 tháng Giêng, blog Gió Bớt trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận Sự thật không bằng phẳng là sự thật nào? Tác giả đề cập đến statement Biết nghe sự thật khó hơn của nhà báo Lưu Trọng Văn, một khuôn đình đám với gần 120.000 người theo dõi. Đó là việc Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gặp gỡ một số trí thức văn nghệ sĩ theo lời mời của Viện Nghiên cứu Phương Đông. Tác giả dẫn tường thuật của ông Văn, mở đầu cuộc gặp ông Nên chân thành và mộc mạc nói: "Hôm nay gặp các anh chị, tôi chỉ muốn nghe kể cả những điều không bằng phẳng." Và đây là hình bài trên blog Gió Bớt AFA. Tác giả đánh giá, lãnh đạo Cộng sản thường hay trình diễn màn lắng nghe. Thành phố Hồ Chí Minh từng có chương trình Nói và Làm và hiện đang có chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời, phát hàng tháng trên HTV. Nhưng cũng giống như màn trình diễn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, tất cả đều nằm trong kịch bản của người tổ chức nhằm tuyên truyền cho bộ mặt dân chủ của nhà nước toàn trị. Hỏi chuyện không đâu và trả lời chung chung theo nghị quyết. Tác giả cho rằng, riêng với ông Nguyễn Văn Nên, trong chừng mực nào đó, ông biết lắng nghe, ngay trong những ngày căng thẳng của đại dịch Covid-19. Khí thế chống dịch như chống giặc, ông Nên đã gặp gỡ các nhà khoa học để lắng nghe, trong số khách mời có cả người không chống dịch như chống giặc. Từ sau cuộc gặp ấy, giải pháp chống dịch của thành phố từng bước cởi mở, mềm mại hơn. Tuy nhiên, tác giả nhận xét trong cuộc gặp với các văn nghệ sĩ, theo tường thuật của ông Văn, các văn nghệ sĩ này chỉ nói được một số chuyện quá khứ hay khen ngợi ông Nên biết lắng nghe sự thật. Ví dụ như, nhà thơ Trần Mạnh Hảo nhắc lại chuyện ngày xưa không bị bắt nhờ Võ Văn Kiệt can thiệp. Nhà thơ Nguyễn Duy đọc lại bài thơ cũ hàng chục năm trước. Và đây là hình ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành Hồ, đang lắng nghe ý kiến các văn nghệ sĩ. Không ai trong số các văn nghệ sĩ kia nói lên những sự thật nhức nhối đã và đang đè nặng lên số phận người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Tác giả cảm thán, giá như nhà thơ Trần Mạnh Hảo giới thiệu với ông Nên về nhà văn Võ Đức Danh, người bị kỷ luật thu thẻ nhà báo, vì phím luận kính thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo đăng trên báo Văn nghệ Trẻ vào năm 2003. Sau bản án nặng nề ấy, Võ Đức Danh vẫn là người nông dân cầm bút và tiếp tục viết nhiều bút ký gai góc, nổi bật nhất là bút ký Đất Thủ Thiêm. Tuy không được phép xuất bản chính thức ở Việt Nam, nhưng lan truyền thu hút hàng triệu người đọc trên mạng xã hội. Tác giả nhắc đến lời ông Nên về việc ông tặng ông đại sứ Mỹ cuốn Thời Xa Vắng của Lê Lựu. Thời Xa Vắng quả là tiểu thuyết hay, nhưng vấn đề của nó là quan niệm hủ lậu về hôn nhân, tình yêu, đề tài muôn thuở. Tiếc là nhà văn Bích Ngân không nhắc với ông Nên một sự thật khác gần gũi, bức xúc hơn nhiều. Đó là sự kiện chính quyền cưỡng chế trái pháp luật Vườn Rau Lộc Hưng ở ngay quận Tân Bình. Và đây là hình ông Nên và nhà thơ Nguyễn Mạnh Hảo. Tác giả khẳng định nhà văn Bích Ngân không thể không biết bản chất của sự việc vì em ruột bà, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, là một trong 5 luật sư hỗ trợ pháp lý cho dân oan Vườn Rau Lộc Hưng. Chính quyền đã tạo dựng nhiều màn trình diễn để che lấp sự thật, trong đó nổi bật là ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình tổ chức tiếp công dân liên quan đến khu Vườn Rau Lộc Hưng nhằm lắng nghe và trao đổi các vấn đề mà người dân quan tâm. Nhưng thực chất, đây chỉ là những màn trình diễn để đọc cho người dân nghe bài diễn văn viết sẵn của chính quyền. Tác giả kết luận, sự thật không bằng phẳng mà các trí thức văn nghệ sĩ nói với ông Nên là sự thật của thời xa lắc ở nơi không xác định. Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng là vết thương mưng mủ tiêu biểu cho căn bệnh ung thư tham nhũng của xã hội hiện nay. Không riêng của Sài Gòn mà cả nước, có lẽ quá gai góc nên nó thành bằng phẳng. Tiếc cho ông Nên, trong số những nghệ sĩ, trí thức mà ông được chọn để nghe sự thật, không có đứa trẻ hồn nhiên thắc mắc, nhà vua không mặc quần, như chuyện ngụ ngôn phương Tây. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự thật không bằng phẳng chỉ là món hàng xa xỉ ở xứ thiên đường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.